chào đây, chào mọi người đi. Hello, hello, chào mọi người đi. Hello, hello, hello. Hello, xin chào các bạn nha. Hiện tại là mình đang ở Nam Căn, Cà Mau. Thì hôm nay đó là mình cũng đi cùng với những anh em để mà đi thiền, đi vòng vòng những cái chỗ này để mà review rồi bắt những con tôm, con cá, đi hái củi được các kiểu đó. Đấy, bây giờ mình sẽ cùng nhau đi khám phá để cùng anh em đồng hành trong cái nguyên một cái ngày hôm nay rất là tuyệt vời. Đây, giờ này nắng nè. Nói chung là hôm nay nắng thì chụp hình với phim thì cũng đỡ. Còn giờ mưa thì nó mắc quả hơn. Đây nha, giờ chúng tôi đang đi bộ lại ngã ba để mà hội tụ với thiền được nha mấy bạn. Đấy, để mà đưa lưới rồi từ xe xuống để di chuyển trên cái dòng sông này đây. Cái dòng sông sau lưng tôi đó. Đây nè, dọc ven đường nha mấy bạn thì người ta trồng những cái cây đậu bắp ven cái con đường này luôn. Rất là nhiều cây đậu bắp nha. Đấy. Ở bên đó thì người ta trồng mấy cây bí. Chung là đất ở nông thôn tận dụng được. Cái quán ở ngay cạnh cái con kênh có rất là nhiều cây nước. Đây, quán này rất là nhìn thấy rất là view rất là đẹp nha bạn, rất là tự nhiên luôn. Đấy. À, hello các bạn nha. Đây mình đang đi trên một cái con thuyền để mà đi vào vuông tôm. Đây, cảnh này đất đạch thế vậy. Đây là tài xế này. À, đây các bạn, mình đang ở Nam Căn, Cà Mau nha. Cảnh ở đây rất đẹp, bây giờ mình sẽ sử dụng con flycam này để bay lên trời. Hôm nay trời nắng rất đẹp. Để mình review những khung cảnh như đây, nói chung là rất đẹp. Là chúng tôi vừa đi từ Cà Mau lên đây là Nam Căn, di chuyển đồ nãy giờ các kiểu, bây giờ ngồi đây là chuẩn bị ăn cơm uống nước đồ khoảng 15 phút rồi sau đó là chúng tôi sẽ đi chia ra để đi chặt chuối rồi nha. Đến đây mình mới phát hiện nha, cái cống này nè, đấy là hôm bữa là buổi tối đó là nước từ ở bên kia nó chảy vào đây để mình hứng tôm, còn giờ này á là đang nước từ bên ngoài nó chảy vô đây, có nghĩa là nó chảy qua trở lại đó, bởi vì cái tôm nó rất là tự nhiên. Đấy, tại khi nào mà thủy chiều lên, thủy chiều xuống đó, nó tùy theo con nước mà mình sẽ dựa theo đó mà bắt tôm.
đây nha. Nãy giờ là đi chia làm hai phái đoàn kia là thuyền kia rồi, phái đoàn này thì có 4 người nha. Bây giờ sẽ chèo đi để mà chặt những cái chuối ở trong cái vuông tôm này. Đường đâu mà lại? Bến đến. Tới đâu lượm đó luôn đi. Tới đâu lượm tới đó chứ. Ừ. Đây. Chỗ này giống rừng của mình luôn. Đấy. Trong rừng. Hỏi nó là dùng cái thông hay gì vậy? Cắt đi em dùng cho. Giờ mình sẽ chặt cái cây này để xuống dưới bờ thuyền tiếp nha. Đó. À, đi chứ gì đó. Để lấy cây tiếp trợ cho hai chú kia. Tại giờ mới chặt cây vậy còn có nhiêu à? Cây nó cũng giòn. Đâu rồi nha. Alo alo alo. Rồi đậu nó đây, đậu đây đừng đi nữa. Chỗ này dễ đi chút nha. Rừng rú không à. Không phải như con đường mòn bình thường đâu. Cái này giống như lúc giờ chưa từng ai đi qua vậy đó. Cỏ cạch tôm tùm luôn nha các bạn. Nhìn nè. Đây, vậy không đó. Dùng đi cùng tôi trên bờ có hai anh em đó nha các bạn. Đấy. Ở dưới kia thì có hai anh em nữa. Đi tổng cộng là 5 người. Đây dưới chân mình là những cái hang này, hang này hang cúm nha. Đây, những cái hang hang cúm nè. Đây mình chiếm liệu phẩm nãy giờ nói chung là chưa đạt mục tiêu đó 30 lần. Nãy giờ chắc được gần phân nửa rồi. Khoảng 10 thôi. Đây, theo giai đoạn của tôi đây, 2 4 5 người. 5 người nha, đang bơi thuyền ở trên kênh hả? Kênh trên vuông tôm nha mấy bạn. Đấy. Nói chung là trải nghiệm cuộc sống cùng với anh em không phải vậy. Nói vậy đơn giản chứ có miếng ăn chị nãy giờ đi nói tôi đi không hơi mệt. Giờ đi với mọi người vòng vòng là khoảng 2-3 tiếng đồng hồ rồi nha. Nói chung là thấy cái này thấy đơn giản mà phải đơn giản nha. Vất vả bữa nay là cũng may là nhờ có thời tiết đẹp, trời nắng tốt thì nó khỏe hơn chút. Bình thường mà trời mưa đồ các kiểu thì nó còn mệt dữ nữa. Sang nha bạn, sang Thánh nha. Đấy. Nói chung là rất là siêng năng nha. Đấy. Quay anh Sang là 51 anh em khỏi nói đúng không? Dùng khi đang làm không ai thấy nhưng không làm nó nói hoài hết Sang. Đúng không? Đang làm thì không ai thấy vậy đúng không? Cái gì nữa đó. Ừ. Bao nhiêu tôi làm bấy nhiêu, chứ còn mấy người á, phân biệt với nhau, phân biệt với tôi. À đấy, anh Sang là làm gương tốt nha quý vị. Đó, U60 mà vẫn hái chuối đồ này kia vòng vòng nãy giờ nha. Đây, làm gương tốt nha đấy. Cảm ơn Chúa. Chữ mấy vậy nè? Mua 2 triệu mà sửa đôi cái 10 triệu, mười mấy triệu các bạn. Nãy giờ là đẩy, người ngồi người đẩy nha. Các bạn cố tình giấu mặt luôn nha. Nhận vừa thôi đó. Đây anh em, giờ này là buổi chiều mấy giờ anh em? Mình khoảng 3-4 giờ nha. Giờ này đang đứng chỗ này để nghỉ mệt, để chuẩn bị hồi đi bắt tôm cua cá đồ. Đúng không mấy anh? Vâng. Đúng không? Đúng không? Chào đây, chào mấy người đi. Hello, chào mấy người đi. Hello. Đây nha, rất anh em rất nương sơ, rất vui nha. Tôi đang làm cái lưới này chuẩn bị bắt cá chẽm đúng không anh? Rồi đó, chuẩn bị bắt những cái con cá chẽm ở dưới những cái này rất là hấp dẫn luôn. Đấy, cùng anh em đồng hành cùng anh em. Đó, người anh em đang dăng ở dưới dăng lưới dưới nha. Nha này là anh Phú chuẩn bị pha những cái này nè. Cái này nghĩa là mình pha mình sẽ thảy xuống nước rồi sau đó những con cá rồi đó nó sẽ chạy chỗ khác. Đây thì mình sẽ sử dụng pha kiểu vậy đó để mình sẽ dí nó, mình sẽ bắt nó. Đây thì cái vuông này là cái vuông nhà nên nó cũng dễ. Bị tạt. Xuống á. Đây này là 5 giờ rưỡi nha. Ăn với nhau. Hồi là sẽ sổ vuông tôm. Đây ăn những cái giống cái thịt chuột vậy đó, với cá với rau dương sĩ. Ok. Này là 5 giờ 46 nha các bạn. Đây, thì giờ này là chúng tôi chuẩn bị sổ vuông ra.
sử dụng cái con nước này á, thì hồi nãy là cá chút xíu nó sẽ dồn đi rất là nhiều. Đây, tại vì hồi nãy là giải gãi bên kia đó thì mấy cá nó ghét mấy lúc đó là bắt sẽ không ở đó, nó sẽ chạy lên đây, là thấy nó bắt ở đây. Nói chung là bữa nay đi với đoàn khoảng 15 người đó nha các bạn, không biết là như thế nào đấy, hy vọng là sẽ có một cái vụ mùa bội thu. Em phối hợp với nhau nha để mà thu hoạch những cái con tôm cá ốc này. Mẻ đầu tiên nha, con cá nó bự hơn bàn tay đây nha các bạn, chứ có mấy con sú nữa nè, con sú nó còn sống nha, sống nhanh luôn. Ờ vậy từ đây khoảng 8-9 giờ ha, đấy giờ này khoảng 6 giờ nha các bạn, sổ khoảng 3 tiếng 3 tiếng rưỡi nha. Đấy thì kiểu này nè, ta hứa hẹn là bữa nay sẽ có rất là nhiều cá tôm, mấy lần trước nghe nói là khoảng 500 kg đó, đấy lần này không biết là bao nhiêu, để coi xem sao. Sáu giờ rưỡi nha, thì trời đang mưa lâm râm ngay hồi nãy là mưa lớn đấy, có một anh đang phóng mưa, có anh khác không, nói chung là thu hoạch tôm này nói chung là thấy vất vả nha, nhưng khi trời mưa phải mặc áo mưa rồi bưng lên bưng xuống rồi rất là cực khổ, rất là vất vả luôn. Bự đấy, bắt cá chém trước rất to nha các bạn, được bắt cá này cũng cả một ngày thật nha, chứ không phải dễ đâu nha. Đây, còn một cái to. Ê, bắt gì muốn mấy con chết bằng ô bằng. Nói chung là phải với thịt bắn ra, bắn hơi khơi chân là sẽ bị đứt tay đâu nè nha. Vì em nhiều khi em quá không biết luôn. Dạ bạn, làm rất vất vả nha bạn. Đây. Đây, có mấy ngàn phải dễ ăn đâu nha. Sú đây, con sú này là nó hơn 100 gram, có nghĩa là 10 cỡ khoảng 8-9 con gì đó là 1 ký. Đây rất là to nha. Này ký nhiêu biết không nha? Ký hả? 700 hả vậy? À, cái 700-800 vậy các bạn, rất to luôn nha. Đây, nhiều lúc trong khi có con tú bằng cặp tay nữa, con tôm bằng cặp tay nữa. Đây là con sàm nha các bạn. Sàm. Con sàm nha. Đây. Ở bên Trung Quốc cũng có báo con này nữa mà chưa từng ăn con này, nói chung là nó cũng nhìn nó chắc cũng không, nói chung là cũng không có thiện cảm lắm. À trứng béo ha. Mà nào đồng cái đuôi phía sau là nó đậm chất phê đó. À, vậy là mình dám cầm cái này thôi nha. Con sam nha, con sam vịt sam nha. Đây sẵn là quay con này lớn mạng. Con này là thường thường ăn ba khía là con này ăn cấm đó. Mấy cái càng nó kẹp là cực kỳ dai luôn nha. Yêu còn mà cho nó kẹp dính cái là khóc không ra tiếng luôn. Đây nói chung là mình cẩn thận là trên hết. Rất thơm nha quý vị. Đây là con sú nha, đây là nướng thưởng thức. Đây nãy ăn cơm rồi nhưng mà bây giờ nói chung là đến đây hết trơn á thì có mấy con này nhìn thèm quá thì nướng một vài con ăn cho vui. Đấy. Nhưng mà cái con sống thì vẫn là luôn ngon hơn những con chín. Bây giờ ta thưởng thức con này. Mình là mới gọt vỏ rồi, bây giờ mình sẽ thưởng thức thử. Nói chung là cái mùi thơm đó là không thể cưỡng nổi. Đồ thơm nhảy xuống được hay thiệt ra. Đây, con ngọt ha. Rất dài. Đây nha anh chị em, những cái chẽm là nó to hơn bàn tay nha. Đấy, hồi nãy là đi thả thả vào cái kia đó, bây giờ nó ra nè. Đó, đây là cá chẽm nha quý vị. Giờ để cái chân xuống nha, coi nè, đó. Nó đây, nó bằng cái chân mình nha, nó bằng cái chân mình nha. Đấy, bây giờ bắt những cái con cá chẽm này để mà rộng nó lại, kiểu như là mình sẽ bảo quản nó lại vậy đó. Là mỗi cái khâu thì cần phải có kỹ thuật riêng. Đấy, không có kỹ thuật thì nói chung cũng rất là nguy hiểm. Không bắt rất nhiều cá nha quý vị. Tiếp lại đi. Đây nè, hai anh này bên kia để rộng nữa nha, rộng ở dưới nước á, dưới nước mà có lưới á để cho bảo quản đó. Đây em có được cái dính gì rất là lạ lùng lùng nha, đâu để đó, giống như con rồng giống vậy đó. Có cái con gì trong đó nè, giống chim tôm gì á. Chim tôm để cái dính bay lớn gì, ông nội cái dính gì nè. Ông nội tôm nào bay lớn trời. Đây nha bạn, giờ này đang mưa nha. Nói chung là anh em bên này lựa thì nó cũng ít vất vả lắm nha. Mấy anh em bên kia kéo lên thì vất vả hơn dữ nữa.
quá mưa rồi, quá mưa rồi. Đây mưa to quá mấy bạn ơi, mấy bạn nhìn này, những hạt mưa nè. Đấy. Mưa to quá, trốn rồi, vô đây trốn được, trốn được nữa. Trốn đây sang đây trốn đi. Nghỉ chút nữa, ta nghỉ chút đi có gì đâu. Trốn đây đi ông nội ơi, hồi giao lửa tiếp. Ừ. Đấy, mưa to nha các bạn. Vậy nào, đây nha bạn, anh em ước mình đầm để cho các bạn, nói chung là vất vả nha. Đây cái này là sẵn ướt rồi, gọi là cùi cùi không sợ lỡ luôn ơi, cùi không sợ lỡ luôn này. Đây ướt đầm đây, mưa gió bão rất dễ dội quý vị. Thôi anh em giờ chơi liều luôn rồi đó, chơi là dầm mưa chơi luôn. Đây lựa từng con cá, từng con tép, từng con tôm nha. Tại nhà cá nhiều quá nhiều, bây giờ để vô đây để nước đá đồ nha bạn, để cho bảo quản nha. Mấy con cá sống kia thì để giọng dưới kia rồi. Đó giờ này thì mưa cũng tạnh bớt rồi. Đấy. Đây nha, này gian giỏ bảo quan tập hợp đông đủ luôn nha. Lựa cá, lựa tôm 2, 4, 5, 6, 7, 8. Còn dưới kia bảo quan nữa. Đây bạn, giờ này là 8 giờ 10 nha. Bây giờ đang được cái nồi tôm này, tí nữa ăn cùng anh em. Đây, cái nồi nãy giờ nấu giờ nó chín các bạn, rất là vất vả nha. Nói chung cái nồi này lần đầu tiên mà tôi nấu ấy, trời ơi tôi nói đúng là trải nghiệm như vậy. Đây giờ này là khoảng 9 giờ, ăn xong chúng tôi sẽ về. Chào những giây phút vất vả nè, giờ chúng tôi ăn uống cùng nhau rất đơn giản thôi. Giờ này nó 9 giờ các bạn, 8:40 nha. Thì chúng tôi chuẩn bị vận chuyển cá tôm cua ra xe tải để mà đi về nhà. Từ đây về nhà 80 cây số đó nha. Nói chung là anh em ở đây rất là nhiệt tình, rất vất vả nhưng mà rất vui mừng. Đấy, không ai thấy ai cũng làm việc rất là vui lòng, không có than trách gì hết. Đấy, nói chung là bằng làm việc bằng niềm vui, sự tự nguyện. Đấy.